Xin chào các bạn. Thì hôm nay là bài thứ hai thì trong chương trình là cái series e-training của mình. Mình rất là mong muốn là đưa rất là nhiều cái thông tin đến cho tất cả các bạn và các bạn hiểu rõ những cái kiến thức nó rất là cơ bản. Thì như vậy á thì tất cả các bạn sẽ có cái cơ hội để chúng ta trao đổi với khách hàng của chúng ta kỹ hơn. Và đối với những khách hàng hoặc là những bạn mà vô tình mà biết được cái kiến thức này thì có lẽ là các bạn cũng sẽ phục vụ tốt hơn cho cái công tác của mình trong trong thời gian tới và trong cái công việc mà giúp ích cho doanh nghiệp và làm lợi cho doanh nghiệp và góp phần là chúng ta làm cho cái cuộc sống này nó trở nên nó tốt đẹp hơn, những công việc nó trở nên dễ dàng hơn. Rồi, vậy thì vẫn là chương trình nó rất là quen thuộc cho các bạn, thì chúng ta là vô chương trình là e-training. Đó, thì ở đây là chúng ta sẽ có là e-training service này, quyết định.com. group.com. Thì chúng ta hôm trước là chúng ta đã đi cái bài mà ham basic basic of production rồi. Thì hôm nay là chúng ta sẽ đi qua cái kiến thức cơ bản thứ hai, đó chính là ham basic vibration and oscillation, là cái số 1. Và phiên bản ở đây là phiên bản tiếng Anh nha các bạn. Mình sẽ bấm vào. Ở đây thì cái chương trình này thì Tuyến cũng đã hoàn thành rồi. Thì mục tiêu ở đây là gì ạ? Nó vẫn là cái level là training thôi. Thì đây là cái chương trình đào tạo nội bộ. Thì mình cũng xin phép là chia sẻ nội bộ với tất cả các bạn. Ở đây tất cả đều là kiến thức nội bộ. Chúng ta bấm vào chữ syllabus. Hả, thì tương tự như bài trước thì đây chúng ta cũng sẽ có 3 phần. Một là phần kiến thức, hai là cái phần mà làm bài tập, và ba là chúng ta là có cái phần là làm cái bài giống như bài thi vậy đó, bài thi cuối một cái khóa vậy đó, thì chúng ta sẽ hoàn thành nó. Chúng ta đi học nhé. Một, bấm vào đây. Bài này thì chúng ta cũng có là 20 slide. Đó, thì mình sẽ chụp lại cái màn hình này để tí khi mà mình quay clip lên cho các bạn á thì mình có thumbnail. Mình sẽ đi qua slide thứ hai. Đó thì trong ở đây á là đối nó chỉ cho mình 15 phút thôi, nhưng mà thực ra là chắc mình dạy hơi mình cũng sẽ giảng dạy nó hơi kỹ, thành ra nó kéo hơi dài. 15 phút thì chúng ta sẽ có được cái mục tiêu đó là biết là cái loop rung là cái gì và loop dây là cái gì. Đó, chúc các bạn là đây nè. We hope you have fun with this training này. Đó, mình cảm thấy là vui vẻ với lại cái training này. Thì lần trước thì chúng ta đã biết rồi. Thì chúng ta sẽ có là loop tĩnh bên này và loop động trong cái hệ thống đầm nén đó. Đó. Chúng ta đi nhanh. Vậy thì câu hỏi ở đây là cái chống rung này nó sẽ làm việc như thế nào? Đó, thì ở đây nó sẽ mô tả nha. The room move này, nó di chuyển theo cái hình tròn. Đó, nó bao gồm là cái chuyển động là xoay tròn, rotating là chuyển hướng của cái cục mà nó không cân bằng này các bạn. Đó, đó đây là cái tác nhân, đây là cái nguyên nhân nó gây cái mà cái chống rung này này, nó impact, đó là nó tác động tới cái mặt bằng mà cần cần được đầm nén một cách trực tiếp và theo cái hướng vertical là cái hướng vuông góc từ trên xuống. À, và cái lực ở đây á, là centrifugal force này á, nó là cái bằng cái lực ly tâm. Đó. Và nó tác động ly tâm, lực lực này nó tác động đến cái subsoil là cái mặt đất. Đó, thì các bạn nó mô tả này, đây chính là cái cục mà không cân bằng này các bạn. Nếu mà nó đồng đồng nhất ấy, thì nó sẽ là một cục, ở đây nó không cân bằng. Vậy thì khi mà cái cục này nó di chuyển, đó, thì nó sẽ sinh ra một cái lực tác động, nó nhảy lên, nó đập xuống thì đập vuông góc và nó tác động đến cái bề mặt đất ở đây, subsoil. Đó, thì chúng ta sẽ thấy đây là bề mặt cắt của một cái chống. Đây là cái trục nha các bạn, cái trục.
cái trục này thì nó sẽ có cái quả văn ở đây này, hai quả văn hai bên, hai quả văn này là hai cái quả mà không không gọi là quả lật tâm đấy, quả không đồng nhất đấy. Và bên trong này nha các bạn, cái trong khối cái đỏ đỏ này nó còn có một cái cục trượt nữa đó, thì cái trục trượt này thì mà nó trượt về hướng nào, nó trượt về hướng ngược lại của cục cố định này, thì nó sẽ sinh ra là cái biên độ nhỏ nhỏ. Còn khi mà nó trượt về cái hướng mà cái cục mà cái cục cố định nó được để đó, thì nó sinh ra là cái biên độ nó lớn. Mình bước sang slide tiếp theo, slide thứ 5. Thì ở đây là chúng ta sẽ có là những cái animation, đó là những cái clip mà được mô tả trên máy tính là làm sao để mà chúng nó làm việc. Ở đây chúng ta sẽ thấy là đây là lưu hai bánh thép nha các anh chị, lưu hai bánh thép của ham, một bánh thép phía trước, hai bánh thép, một cái bánh thép phía sau nữa. Thì hai bánh thép này chủ yếu là ứng dụng là trong cái công tác là công tác lưu nhựa nha các bạn, vẫn có thể lưu được lớp cấp phối đá dăm, tuy nhiên rất hạn chế, tại vì cái đá dăm ấy, thì nó sẽ làm xước cái bề mặt chống này, mà cái chống này rất là đắt tiền và làm bằng vật liệu nó đắt tiền, nó sẽ ứng dụng cho nhựa thì sẽ tốt hơn, và cái chống này nó rất là mỏng đó, thì nếu mà nó ma sát nhiều quá với lớp đá thì nó cứ cắt 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 thì nó sẽ làm hư mất cái bề mặt chống, thì lúc này khi mà các anh các chị mà mang ra làm nhựa đó thì cuối cùng là cái mặt nhựa sẽ không còn đẹp nữa. Ở đây là cái lưu một bánh thép. Một bánh thép ở đây là gì ạ? Một bánh thép phía trước này các bạn. Cái này nó gọi là rollers, hoặc là cái nó gọi là cái rollers nghe. Còn cái này nó gọi là cái compactor tiếng Anh đó. Đó, là nó mang cái ý nghĩa của cái việc làm chặt nó nhiều hơn. Đó. Đây thì nó ghi là front and rear vibrating roller rooms, nghĩa là trước và sau cả hai cái chống này nó đều có chức năng là rung. Front vibrating roller room ở đây ấy, là nó đây nó vẫn gọi là roller nhưng mà chính xác nó sẽ gọi là cái compactor nha các bạn. Thì ở đây ấy, thì nó là một chống trước rung đó. Thì ở Việt Nam mình chúng ta hay gọi là lưu một bánh thép, hoặc là lưu rung một bánh thép đó, hoặc là lưu rung một chống trơn, hoặc là lưu rung một chống chân cừu, hoặc là lưu rung một chống. Còn đây là lưu hai bánh thép, hay còn gọi là lưu mũi đó, các bạn nhiều tên lắm. Thì chúng ta sẽ thấy nha, đây nó sẽ mô tả là các bạn sẽ nhìn từ từ sơ sơ này, đây hai bánh thép này, được chưa? Hai bánh thép, đây là cái cabin, ở đây là cái khoang động cơ, ở trên đây là hai cái bình nước nha các bạn, nó sẽ chứa nước ở đây này, đang chứa nước ở cái chỗ đen đen này này. Thì để làm gì, tại sao phải chứa nước? Chứa nước là để tưới cái bánh này. Còn cái việc mà tưới nó như thế nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Tại sao phải tưới thì chúng ta tìm hiểu sau. Và ở đây là cả hai chống trước và chống sau nó đều rung nha các bạn. Thì chúng ta xem cái animation của nó, cái là cái video mô tả đó. Thì các anh sẽ nhìn thấy này, đó, khi cái cục này nó văng nó giống như con quay á các bạn, nó quay này, nó đập xuống mặt đất này, nó quay xuống đập xuống mặt đất này, đó. Thì nó nhảy lên và nó tác động vuông góc, các bạn nhìn thấy nó vuông góc xuống không? Và nó sinh ra những cái làn sóng này, cái sóng xanh xanh này, thực ra nó là cái xung động, và nó làm cho những cái vật liệu chỗ này nó thứ nhất là nó cũng xung động theo và nó sẽ tìm vào chỗ với nhau và nó sẽ làm chặt. Đó thì ứng dụng luôn hai bánh thép chủ yếu lên trên lớp mặt nhựa. Các bạn nhìn thấy lớp đen đen trên này này, nó mô tả nó gần giống lớp nhựa nhé. Vậy thì chúng ta sẽ bước sang xem là cái lưu một bánh thép ở đây nó sẽ làm việc như thế nào. Lưu rung một bánh thép nó thì cũng tương tự như vậy thôi các bạn, đúng không ạ? Đấy, thì cái quả không cân bằng nó cũng sẽ xoay, nó sẽ xoay và mỗi lần nó xoay như vậy ấy, thì là nó đập xuống đó. Vậy thì nó sẽ có hai chiều xoay, một là chiều xoay theo kiểu kim đồng hồ và hai là chiều xoay ngược theo kim đồng hồ. Thì lúc này ấy, là cái quả trượt ở bên trong cái cục khối không cân bằng đó, nó sẽ đi về cái hướng là đi về cùng cái cục không cân bằng cố định, thì nó sẽ sinh ra cái biên độ nó lớn đó, hoặc là nó quay ngược lại là nó không về cái cục mà cục không cân bằng cố định đó, tức là nó về hướng ngược lại đó, thì nó sẽ sinh ra một tác động là rung nhẹ. Thì ở trong lưu ham thì có hai nấc, rung mạnh và rung nhẹ, hay người ta gọi là rung mạnh hoặc là rung mịn đó, rung mạnh và rung mịn đó. Nhiều tên gọi lắm các bạn, từ tùy vào mỗi vùng mỗi miền và mỗi công trường. Chúng ta đi qua slide thứ 6.
Vậy thì cái dải ứng dụng Fields of Use này là cái cánh đồng, field là một cái cánh đồng, use là giống như là một cái cánh đồng ứng dụng nhé, một cái dải ứng dụng của cái việc là đầm nén mà có cái tác động rung này này thì là như thế nào. Thì thứ nhất là chúng ta sẽ có là cái classical compaction system for virtually any asphalt and earth application, tức là những cái ứng dụng cái hệ thống đầm nén classical là cổ điển truyền thống hay là kinh điển gì đó, thì nó là rất là rõ ràng là ứng dụng cho cái asphalt, tức là cái bê tông nhựa nóng này các bạn, và cho cái earth application, nghĩa là những cái con đường mà chúng ta trước khi mà chúng ta đổ đá lên là chúng ta phải làm chặt cái lớp đất. Và cái compaction of thick layer nghĩa là nó lưu những cái lớp mà mỏng, thick thick là dày, thick thin mới là mỏng, thì những cái lớp mà vật liệu nó dày, và deep penetration in earthwork, cái tác động ấy, thì nó được penetration nghĩa là nó hấp thụ, nó đi sâu vào cái lớp đất. Đó. Thì cái penetration nghĩa là cái tác động lưu nó mạnh, nó sâu khi mà chúng ta ứng dụng vào công việc làm đất. Ở đây chúng ta có bốn cái tấm hình, thì chúng ta sẽ khám phá xem bốn tấm hình là bốn tấm hình gì. Đó. Một á, là các bạn ở đây là cái hình trên cái công trường nước ngoài, thì các bạn sẽ nhìn thấy này, nó cũng không có cabin đâu, nó cũng chỉ là mái che thôi các bạn. Rồi đây là những cái lưu ham hai bánh thép khi họ làm nhựa, các bạn nhìn thấy không? Trong mình hình của mình là 1, 2, 3, 4, 5 năm cái lưu bánh thép, năm cái lưu hai bánh thép. Thì ở đây có một cái lưu nó rất là đặc biệt là các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó có cái bộ là bộ vát mép này, cái bộ này mình gọi là bộ cắt và vát mép nha. Thì các bạn nhìn thấy là cái tư thế ngồi của cái ông vận hành này không? Ông không có ngồi theo cái hướng như xe hơi của mình là nhìn ra phía trước hoặc là nhìn ra phía sau, ông ngồi ngang như thế này. Và cái ghế xoay như này các bạn, nó có thể xoay, nó xoay như thế này. Vậy thì ông này ông muốn là lái đi về hướng nào thì ông lái, ông cứ gạt qua gạt lại, nó giống như cái con nằm ngang vậy nè, mình muốn đi ngang giống như cái võng đưa vậy đó, muốn đưa qua đưa lại thì đưa. Đó. Thì cái thiết kế của xe lưu ham rất là hay. Ông tài xế, ông vận hành này ông không phải ngoái cổ lại phía sau như vậy nó đỡ mỏi. Ông cứ ngồi ở đây ông chỉ nghiêng qua cái, ông nghiêng qua cái là ông quan sát được hết. Và trên cái lưu ham hai bánh thép này còn một cái rất là hay nha các bạn. Đó chính là nó thiết kế là cái chống trước và cái chống sau á nó lật nhau. Nó lật nhau á thì ví dụ như là anh chị là đi theo hướng nào á thì mình di chuyển cái ghế qua hướng đấy. Vậy thì mình chỉ cần nhìn một cái hướng bên cạnh thôi, tức là cái phía trước là nó lòi ra. Vậy thì mình canh cái mép được. Một cái chống phía trước thôi. Còn cái phía sau á là luôn luôn là nó không bao giờ nó đè vô cái mép được. Đó. Để tránh cái việc mà hư cái mép chống. Thì đi vào cái lưu hai bánh thép á thì mình sẽ chia sẻ sau với các bạn. Còn mình nói sơ như vậy thôi. Mình qua bức ảnh thứ hai. Đây cũng là cái lưu hai bánh thép. Đó. Các bạn nhìn thấy nha, thiết kế của nó. Đó, nhìn cái chống này nó rất là sáng, rất là đẹp nha các bạn. Và cái màu đen đen này nó chứa nước ở đây. Ở đây á, thì nó có, các bạn nhìn thấy ở đây này. Đó, đây. Đó là những cái bét phun nước. Nó phun nước nó làm nó làm cho cái này này nó chống dính rồi làm mát này, nó có nhiều tác dụng đó. Ở đây á, là lưu hai bánh thép dạng rất là mini, làm những con đường nông thôn ở vùng quê. À, các bạn nhìn thấy cái nhà ở vùng quê nào đó rất là đẹp ha. Ước gì là chúng ta cũng có một căn nhà như vậy. Ở đây nó giống như lũy tre vậy đó các bạn. Đó, thì con đường này con đường nhỏ nhỏ đó, thì mình làm lưu. Tại sao mà cái con đường nhỏ này nó chỉ cần lưu nhỏ thôi? Thứ nhất ấy, là cái kích thước của nó. Nha. Nếu mà chúng ta đưa cái chống cái lưu mà cái chống nó to quá nó đi vào ấy, thì nó cũng không có tác dụng, và thậm chí mà nó làm hư luôn và nó làm rung cái nhà của cái người dân xung quanh. Cái thứ hai ấy, là những con đường này này là con đường dân sinh, tức là không có cái xe tải lớn nó chạy. Vậy thì chúng ta chỉ làm chặt ở một cái lớp, ví dụ như là khoảng 10 phân thôi các bạn, 10 phân tức là nửa gang tay này. Đó. À, như vậy thôi, và chỉ cần là cái xe dân sinh như là xe hơi khoảng 3-4 tấn nó chạy, là xe bán tải nó chạy, hoặc là xe máy nó chạy thôi. Vậy thì chúng ta không cần phải đổ dày. Còn nếu như mà cái đường này á, mà xe tải nặng mà nó chạy thì coi như là nó hư hết. Nó giống như cái bánh tráng á, cái bánh đa của các bạn mà nướng lên á,
thì nếu mà đi nhẹ nhẹ thì không sao. Ví dụ như con kiến nó chạy qua thì chẳng phải sao vấn đề gì cả, nhưng mà chúng ta mà đạp lên cái là nó vỡ mất. Đó, thì cái mặt đường mà nó làm mỏng thì nó giống như là cái bánh đa mà đã nướng rồi đấy các bạn. Chúng ta qua hình này. Ở đây á, là chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây chắc các bạn nhiều bạn mới thì sẽ không hiểu đâu. Thì ở đây nó chính là cái con đập 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 chứa nước đấy các bạn. Đó, thì nó sẽ thoải theo hướng này, nó sẽ thoải đúng không ạ? Nó thoải. Và cái xe lưu ham của mình ở đây á, thì nó có một cái tác dụng rất là tốt ở đây á, tức là cái khả năng leo dốc. Các bạn để ý nhé, ở đây không phải là nếu mà mình đi xe hơi á, thì các bạn sẽ thấy này, chỉ là đi xe hơi hoặc xe máy thôi, chúng ta lên dốc thôi á, là nó lên dốc dạng như vậy nó đã khó khăn rồi đúng không, là cái máy nó cứ lịm đi hoặc nó yếu đi đó, và cái sức kéo của nó như thế nào. Còn ở đây á, là nó vừa phải leo lên này và nó phải vừa đập này đó, nó phải vừa leo nó phải vừa đập, tức là cái sức của cái con lưu ham này rất là tốt. Thì trong cái series các bạn mà coi phía sau mà theo dõi tốt của mình thì mình sẽ cho các bạn coi là những cái clip mà người ta thí nghiệm là cái xe lưu ham, cái sức leo dốc của xe lưu ham nó như thế nào. Đây vậy thì cái chỉ số là khả năng leo dốc nó sẽ ứng dụng trong những cái trường hợp như thế này. Và những con đường đèo các bạn làm trên đường đèo nó cũng phải có khả năng leo dốc đó, làm đập này, làm những con đường đèo này, hoặc là khi mà chúng ta lên mọt và xuống mọt đúng không ạ, lên lên xe bồi, xe lưu bồi và xuống xe lưu bồi. Vậy thì nếu mà xe nào không có khả năng leo dốc nó tốt thì chẳng nó lên xong cái nó lên không nổi lại phải cẩu lên này đúng không. Vậy thì cái khả năng leo dốc là một trong những cái khả năng mà chúng ta cũng cần phải nói đến khi mà nói đến cái xe lưu. Và thường thường nha các bạn, cũng thường rất là gặp cái câu hỏi là xe lưu của em là xe lưu một cầu hay là hai cầu. Thì xin phép trả lời với tất cả các anh chị ấy, là tất cả các xe lưu ham do công ty Vĩnh Phú nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam, đến bây giờ thì Vĩnh Phú đang là đại lý, vậy thì vi chắc đó các bạn, thì đều là nhập khẩu là cái xe loại hai cầu nhé. Tại vì xe một cầu nó vẫn có nhưng mà nó sẽ ứng dụng nó rất là hẹp. Đó, thì mình bước sang cái slide thứ bảy. Oscillation và câu hỏi là nó sẽ hoạt động ở trong cái oscillation này này, vậy thì cái chấm nó sẽ hoạt động như thế nào được không ạ? Thì các bạn sẽ nhìn thấy trên bức hình nhé, chúng ta sẽ có một vài cái ý tưởng. Hồi nãy cái khi mà cái tác động vuông góc từ trên đập xuống các bạn, thì cái sóng mình cứ gọi đây là cái sóng đi nhé, tức là cái này là cái tác động, là cái tác động lan tỏa thì mình gọi là cái sóng cho nó dễ. Thì cái sóng á, thì nó đập vuông góc ở đây và nó lan tỏa, nó chỉ có một theo một hướng thôi. Và ở đây chúng ta thấy là nó có hai hướng và cái bề rộng nó tác động nó nhiều không ạ? Nhiều đúng không ạ? Rồi dĩ nhiên là đây chúng ta sẽ có theo cái bề mặt trẻ của nó. Thì hồi các bạn vừa nãy nhìn thấy nha, nó chỉ có hồi nãy nó chỉ có một cái quả văng thôi, quả văng hay quả lật tâm á, và ở đây á, là nó tới là sao ạ, hai khối. Ở đây mình đang nhìn cái mặt ngang nha các bạn, nhìn cái mặt ngang là chúng ta sẽ thấy hai khối và nó đang hoạt động theo theo cái chiều rất là khác nhau, một qua một lại, một cái đi xuống một cái đi lên. À, một cái tác động này, cái tác động này vòng đây thì nó đập này xuống, một cái này tác động này nó đang đây thì nó đưa cục này đi lên. Đó. Chúng ta sẽ tí chúng ta sẽ coi nha. Rồi vậy thì ở đây nó nói cái gì đây, hai cái khối không cân bằng này nó được align này, cái này được sắp xếp được được cố định giống như là giống như song song như vậy. Align nó nghĩa là căn lề đó các bạn, tại 180 độ của mỗi mỗi cái rotate nó quay đồng bộ theo cùng một hướng, this impact rapid back and front, nó thì đại khái là rất nhanh gì đó, back and front nghĩa là di chuyển trước và phía sau, rotational cái vòng quay của cái trống. Đó. Khi mà nó xoay chuyển như thế này thì cái trống á, cái trống rung này các bạn, cái trống rung mà cái ứng dụng dây này này đó, thì nó không có lift up nghĩa là nó không nhảy lên, tức là nó luôn luôn ở trên mặt đất. Đó, from the subsoil it remain the contact constant contact nghĩa là
tiếp xúc một cách liên tục với lại cái bề mặt đất. À, và lúc này á, nó là cái nguyên nhân á, và nó cũng là cái tác nhân là nó sinh ra thêm một cái là cái đầm nén tĩnh, tức là các bạn để ý này, cái trọng lượng bản thân của quý vị đang đứng ở trên cái gì đó thì nó luôn luôn sinh ra một cái tác động làm chặt tĩnh đó. Và thêm vào đó là cái tác động của cái lực shearing forces, nghĩa là nó xé ngang về phía 45 độ, thay vì nãy đập là đập 90 độ như thế này, nó đập trên đập xuống 90 độ thì bây giờ nó đi theo cái hướng này, nó đi đây một cái, đây một cái, đây một cái, đây một cái, nó theo cái hướng 45 độ. Đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy hồi nãy nó nói á, là được bố trí về hai cái nửa chống rung, đúng không ạ? Và nằm ở vị trí một cái hồng vòng tròn là 360 độ thì nó nằm ở cái vị trí là 180 độ, đây cũng là 180 độ, ở đây là cái trục, được không các bạn? Vậy thì cái chống rung á, thì cái quả văn, cái quả lật tâm này này nó sẽ gắn trên cái trục này luôn. Còn cái chống dây này á, cái chống lưu dây này á, thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái trục này nó có cái bộ dây đai này, đúng không ạ? Đó, nó hay còn gọi là dây cura đó, nhưng mà cái dây đai này rất là bền nha các bạn, và nó sẽ dẫn động, tức là cái motor thủy lực ở đây nó sẽ cung cấp cái năng lượng để cho cái trục này nó xoay, và khi nó xoay thì nó chuyển động đến trên này thông qua cái dây, bộ dây cura, và nó làm cho cái cục văng này nó sẽ văng, và nó văng theo hướng nào á thì cái này là thiết kế đặc biệt rồi, nó lại là thiết kế kỹ thuật rồi, mình sẽ không đi sâu nha các bạn. Từ từ chúng ta sẽ tìm hiểu dần. Rồi, đây nó ghi này. Cái loại chống dây này á, thì làm bằng cái extremely, nó là một cách rất là rất đại khái là nó là vị trí là rất là nhất. Nó làm bằng thép mà chống mài mòn ở một cái rất là cao, gọi là thép chống mài mòn rất cao, rất cứng, rất bền. Đó, để với mục đích là tăng cái tuổi thọ. Tại vì sao ạ? Cái chống rung thì nó cứ nhảy lên, nó đập xuống, nhảy lên, đập xuống. Còn cái chống này các bạn, nó toàn thời gian ở trên mặt đất, nó toàn thời gian luôn, và nó cứ miết qua, miết lại, miết qua, miết lại như thế này. Thì các bạn để ý nhé, nước chảy mà đá còn mòn thì huống gì là cái gì mà nó cứ chà chà chà. Các bạn thấy mài dao không? Mài dao, mài kéo, mài đục, mài gì đó thì mài riết, mài riết, mài riết thì hòn đá nó cũng mòn, mà cái con dao nó cũng mòn luôn, đúng không ạ? Đó, mà người ta còn nói là tới mức là có công mài sắt có ngày lên kim mà, đúng không? Đó là cứ từ một cái cục sắt mà chúng ta mài mà nó còn ra cái kim được mà. Nó huống gì là cái chống rung mà nó làm việc ở cường độ rất là cao mà suốt ngày nó chà sát trên mặt đất thì kiểu gì cũng mòn. Thành ra cái vật liệu nó cũng làm bằng cái vật liệu rất đặc biệt. Đó là lý do tại sao á mà cái xe lu á mà nó có cái ứng dụng là chống dây nó rất là đắt tiền nha các bạn. Đắt tiền ở chỗ là sao ạ? Một á, là cái kết cấu nó đã khác rồi, đúng không? Cái kết cấu nó khác, nó đâu phải là một cái khối quả văng đâu, mà nó tới là hai cái khối quả văng, và ở đây là bốn khối quả văng rồi, và nằm ở đây là bốn cục đỏ đỏ và nằm ở hai nửa chống, rồi sau đó là có tốn thêm là những cái này nữa, nó kết cấu thêm cái này gắn vào chống lung chứ, chống rung chứ, rồi có dây cura nữa nè đó, rồi cái thép ở đây, cái thép chống là thép đặc biệt này, rồi cái công nghệ nó thay đổi này các bạn, nó nhiều thứ lắm. Thành ra là cái chống dây nó ứng dụng nó rất là tốt, ứng dụng rất là rộng, làm cực kỳ tốt trong đô thị. Tuy nhiên thì cái giá cả của nó thì nó cũng là một cái rào cản tương đối, nhưng mà nếu mà ai đã sử dụng được nó rồi thì phải nói là rất là tuyệt vời. Chúng ta sẽ sang slide thứ 8. Vậy thì chúng ta sẽ coi ở đây là cái chống dây này nè, nó sẽ được mô tả nó hoạt động như thế nào thì chúng ta sẽ coi. Đây là sẽ là trên lu hai bánh thép. Cái chống dây ấy, thường thường là sẽ ứng dụng trên lu hai bánh thép nha các bạn, tại vì nó sẽ làm những con đường nhựa ở trong đô thị, những trên làm trải nhựa ở trên mặt cầu và những cái vùng gọi là tương đối nhạy cảm, ví dụ trên nắp cống chẳng hạn. Đó. Tuy nhiên là cái ứng dụng chống dây này nó vẫn ứng dụng ở trên cái
xe luôn một bánh thép nhé. Thì chúng ta sẽ từ 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 chúng ta sẽ làm việc với nhau, thì các anh các chị sẽ nhìn thấy là nó sẽ như thế nào. Chúng ta sẽ coi nè, rear oscillation room. Vậy thì cái xe lưu hai bánh thép này á, cái HD cộng 90i này nè, ham này đó, các bạn nhìn thấy cái xe đẹp không, chống chống lưu này, bình nước này, cabin này đó, cabin rất đẳng cấp. Theo tôi biết là cái cabin này nó rất đẳng cấp và nó rất là đắt tiền nha các bạn, có cái dịp mà mình sẽ chia sẻ với các bạn. Thì ở đây đó là một cái chống trước nha, nhìn thấy chiều này, cái chiều ghế ngồi này, cái chống trước ở đây là chống rung. Chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây cứ có một cái thì là đâu đó sẽ là một cái rung, còn ở đây là hai cái, một cái ở giữa, còn đây là hai cái nằm ở hai nửa chống thì nó sẽ là dây nha các bạn. À, thì chúng ta sẽ coi, và đây là mô tả là hai bánh lưu hai bánh thép trên mặt đường nhựa nha các bạn. Chống trước rung đúng không ạ? Nó rung thì nó tác động là sao, nó chặt từng khúc nè, một khúc nè, xong qua đây nó chặt một khúc nè, nó sẽ cách xa nhau, giả sử như là chặt nhau một gang, một khúc này đúng không. Vậy thì nó đi qua rồi thì nó sẽ để lại cái vệt sóng. Vậy thì cái ông phía sau á, là ông cứ đi phía sau á, ông cứ miết miết lại miết lại, và ông toàn thời gian trên mặt mà, và ông cứ miết 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 như thế này, vậy thì nó làm cái mặt phía sau nó rất là đẹp đúng không. Đó. Thì các bạn nhìn thấy là phía trước rung, phía sau cứ dây, và nó tác động sang hai bên này, nó toàn thời gian. Các anh sẽ nhìn thấy là cái chống này nó nhảy lên nhé, nó nhảy lên và nó nhảy lên khỏi mặt đất, còn ở đây nó suốt ngày nó ở dưới mặt nhựa luôn nhé. Đây là mặt nhựa. Chúng ta sẽ coi lại. Rồi, các anh chị coi nhé. Đó, nó nhảy lên và đập xuống, nhảy lên đập xuống. Này, cái thứ hai. Đó, các bạn thấy không? Cái quả văng đó, nó sẽ quay như thế nào? Đó, cái quả bên phải nó văng xuống dưới đây thì nó tác động qua đây, cái quả bên trái nó văng qua bên kia thì nó tác động qua kia. À, một cái chém qua, một cái chém lại, cái chém qua, cái chém lại, còn cái phía trước là cứ nhảy nhảy lên đập xuống, nhảy lên nhảy xuống, còn đây nó cứ chém qua chém lại, chém qua chém lại nha. Thì đây là cái ứng dụng nó cực kỳ hay luôn, cực kỳ thông minh và cực kỳ hữu ích ở trong cái ứng dụng là trái Asphalt. Cái ứng dụng của nó hay lắm các bạn, nó vô vàn hay luôn, thì chúng ta sẽ từ từ chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Tiếp tục sang slide thứ 9. Đây nha các bạn. Các bạn sẽ nhìn thấy này, cái cấu tạo này, nhìn thấy không? Thở ở đây nó còn có một cái chống split oscillation nha. À, nghĩa là ở trong cái xe lưu này này các bạn, nó chia thành, tức là một cái chống nguyên bình thường nó chỉ có một cái chống nguyên thôi, nhưng mà ở đây là nó chia làm hai, và nó làm chia làm hai nửa chống. Còn chia làm hai nửa chống thì như thế nào á, từ từ chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Nhưng mà ở đây nó sẽ có tác dụng, và rất là nhiều người không hiểu cái này, và cũng không hiểu là tại sao mà cái lưu của mình nó lại đắt như vậy. Tại vì nó mang cái hàm lượng công nghệ cao, nó ở đây là cơ khí chính xác, công chế tạo nó cao, nó phải chia đôi, rồi sau đó các bề mặt bên trong là các bạn dẫn động này, dẫn động bởi hai cái motor thủy lực khác nhau, rồi cái cấu tạo của nó sẽ gấp đôi lên đúng không ạ? Đó. Và cái khi mà nó chạy vào vòng cua các bạn, thì khi mà hai nửa mà nó xoay, nó chạy vòng cua câm như thế này á, thì nó bên trong nó giống như cái vi sai trong cái xe ô tô đó các bạn, cái vi sai trong xe ô tô. Thì cái bên trong á, thì có cái bán kính nó di chuyển nó sẽ nhỏ hơn, và cái bên ngoài á, thì là cái bán kính nó sẽ lớn hơn. Đó. Ở trên YouTube nó có một cái clip thì mình cũng sẽ tìm cho các bạn coi. Rồi, the principle of Ham's split oscillation to completely mechanically independent oscillation units work in a split room, là nó hoạt động một cách hoàn toàn độc lập nha các bạn. Nó hoạt động dây ấy, trong mỗi cái nửa trống thì nó hoàn toàn độc lập với nhau. An integrated control system quickly and precisely adjust, nghĩa là một cái gì đó nó sinh ra interest, sinh ra này
cái tín hiệu nó sinh ra để điều khiển một cách nhanh chóng và chính xác, điều chỉnh cái vị trí của cái khối không cân bằng là cái những cái khối này nè các bạn. To the position of the room half của mỗi cái nửa chống rung bằng nhau, tức là hai cái nửa chống rung này bằng nhau, nửa chống rung, một cái sự đồng bộ thì effect nó sẽ có cái tác dụng, nó có hiệu quả bởi rất là cái bởi cái nhiều cái chủng loại mà hệ thống thủy lực digital điện tử nó được điều khiển bằng điện tử đó. Một cái sự đồng nhất được sinh ra, được tác dụng, được hiệu dụng bởi cái hệ thống điều khiển thủy lực thông qua cái hệ thống điện tử, nó đảm bảo rằng cả hai cái nửa chống rung này nó xoay chuyển, nó di chuyển, nó rotation, nó là nghĩa là rotate, nghĩa là nó xoay, nó quay gì đó, speed in curve nghĩa là ở cái tốc độ ở trong khi là vào cua, curve là cái vòng quay, cái khúc quanh quanh, oscillation đồng nhất, cái oscillate synchronously là nó cái sự dây này nó sẽ đồng nhất tại tất cả các thời gian. This minimize the shear stress nghĩa là nó giảm cái lực mà nó giống như lực shear, lực xé, lực ngang á, lực dành ngang á các bạn. Khi mà cái asphalt là cái bê tông nhựa nóng nó được lưu. Đó. Tiếng Anh nó nói như vậy, nhưng mà mình giải thích là khi mà vào cua thì là cái chống bên trong nó hoạt động độc lập, cái chống bên ngoài hoạt động độc lập, và nó có cái bán kính quay nó khác nhau, cái lực tác động, lực đè để mà làm cho cái mặt nhựa nó không bị nghiêng lún ấy, thì nó cũng khác nhau. Đó. Chúng ta sẽ thấy benefit for customer. Chà, quá chừng cái lợi ích mà mang đến cho khách hàng luôn. Advantage for customer with split oscillation at glance. Glance nghĩa là một cái gì đó, cái nhìn thoáng qua nha các bạn. Một cái lướt qua, một cái tổng quan đó. Là những cái mặt mặn, những cái lợi thế cho khách hàng khi mà chúng ta dùng cái xe lưu ham mà nó có gọi là cái chống chia hay gọi là chống chẻ đó, hoặc là hai nửa chống bằng nhau đó nha. Ở đây là cái kinh nghiệm mà trong cái làm cái lưu dây này đó là 35 năm. Thì giới thiệu sơ các bạn á, là cái công nghệ dây này á, là do ham họ nghiên cứu, họ sáng tạo và họ chế ra. Đó, thì họ được cấp bằng sáng chế. Thì ở bên châu Âu đó các bạn, thì khi mà cái bằng sáng chế thì nó sẽ có một cái hiệu lực trong một cái khoảng thời gian nhất định thôi. Rồi sau đó thì mình phải công bố cái công nghệ đó và ai muốn làm thì làm. Thì cái đó gọi là luật bản quyền. Thì nó được bảo hộ trong một cái khoảng thời gian. Và Luham là cái đơn vị đi đầu. Do đó là cái kinh nghiệm của họ, các bạn để ý đi, mỗi lần mà sáng chế, mỗi lần mà sáng tạo là hư rất là nhiều. Rồi sau đó là trải qua đúc rút kinh nghiệm thì chúng ta mới kết luận được cái vật liệu là vật liệu gì tốt nhất, cái vị trí của cái con lật tâm ấy, nó nằm ở chỗ nào và nó phải dùng cái phương pháp gì. Ban đầu có thể dùng dây xích, nhưng mà về sau thì dùng dây cura hay gì đó, là rất là nhiều cái lý do khác nhau để mà chúng ta sửa sai đó. Thì đó cái kinh nghiệm, thành ra bây giờ là cái ứng dụng dây cho lưu ham là cái ứng dụng mà tốt nhất ở trên tất cả cái dòng lưu, hoặc chưa có cái hãng nào có thể vượt qua được. Same combustion technology with proven ham oscillation. Nó cái công nghệ này nè, proven đã được chứng minh. Cái công nghệ mà đầm nén đối với lại cái công nghệ dây này á, là cái hiệu quả đã được chứng minh rồi. Higher combustion quality, cái chất lượng đầm nén, cái chất lượng lưu lèn thì nó cao ha, cao hơn khi mà làm việc ở những cái khúc đường cong, ở cái roundabout, là ở những cái bùng binh. Đó. Combustion of material sensitive to displacement nghĩa là khi mà lưu lèn ở trên những cái bề mặt nó nhạy cảm, đó, nó có cái độ rỗng bên trong, cái displacement nghĩa là cái độ rỗng bên trong, ví dụ như cái
cái hộp cống đó các bạn, thì nó sẽ có là cái ống cống đúng không, rồi sau đó có cái nắp tấm đan. Thì nếu mà chúng ta lu ở trên đấy mà chúng ta giống như kiểu lấy cái búa mà đập rầm xuống như thế này thì chắc chắn là nó sẽ bị cái tấm đan nó sẽ bị vỡ xuống, nó bị bể ra. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ đi liên tục trên bề mặt như này và chúng ta chỉ xoa 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 thôi đó, thì nó sẽ không bị vỡ đó. Thì đây là Stone Smatic Advanced hay or Polymer Modification Bits, nghĩa là cái vật liệu mà nhạy cảm nữa, thì ở đây nó còn là cái vật liệu mà polymer nữa các bạn. Đó. Cái mặt cầu cũng là một cái bề mặt nhạy cảm nhé, cái bề mặt trong đô thị khi mà lưu sát ở trong đô thị cũng là bề mặt nhạy cảm. Cái nắp hố ga cũng là như vậy, cũng là những cái bề mặt nhạy cảm nhé. No change for driver in terms of application driver that's not it to be changed. Không có gì thay đổi cho tài xế in term of, đối với là những cái ứng dụng ông tài xế này thì hoàn toàn không cần phải training lại, không cần phải đào tạo lại, tức là nó giống y chang, nó chỉ bấm bằng một cái nút bấm thôi, chứ còn cũng không có cái gì phức tạp là phải cài đặt hay kết cấu gì hết cả, cứ lên nó bấm là được. Maintenance free, cái công bảo dưỡng này, belt dry through highly wear resistant steel, không cần phải bảo dưỡng cái dây đai như các bạn. Nhưng mà nhắc các bạn là cái dây đai là làm riết thì nó cũng phải đứt, do đó giờ chỉ cần thay thế thôi. Khi mà nó không mất rung, nó mất rung thì nó sẽ chủ yếu là phải thay cái dây đai. Và cái dây đai này thì cũng thông báo với các anh cái chị luôn á, là gần như là chúng ta phải thay là thay dây đai chính hãng, chứ còn thay dây đai bên ngoài là chịu không nổi, tại vì cái sức kéo ở bên trong á, nó sẽ kéo căng ra như thế này, ở trong cái trống á, nó mạnh khủng khiếp luôn. Bên mình đã thay khá là nhiều và theo yêu cầu khách hàng á, thì mình thay cái sợi dây đai nó bình thường thôi thì bỏ vô là đứt. Còn dây đai của hãng á, thì nó đắt nhưng mà phải nó bỏ vô là xài được luôn và nó rất là bền các chị ạ. Đó, bền cực kỳ luôn. Thì ở đây á, là chúng ta tiếp tục, nãy là chúng ta đang hình như là đang nói đến cái phần này đó, tức là trong cái dây đai đó các bạn, thì chúng ta sẽ cái dây đai rất là bền và chúng ta là không cần cái dây đai, không cần bảo dưỡng, và chỉ cần là khi mà nó có cái sự cố nó bị đứt á, thì chúng ta nên thay, và nên lưu ý là chúng ta nên có dự phòng ít nhất là 1 giây. Ở đây á, là nó tránh cái vật liệu nó di chuyển, nó dịch chuyển nó quá nhiều, nó giống như nó bị dồn đó các bạn, là displacement, nghĩa là ở đây displacement nó có nghĩa là nó bị dồn vật liệu nhé, chứ không phải là cái bề mặt nhạy cảm nhé. Tức là ở đây này nó là sensitive, nghĩa là nó dễ mà dịch chuyển, xê dịch chuyển cái vật liệu, giống như nó bị dồn vật liệu phía trước, hoặc là nó bị vỡ, hoặc là nó bị cái vật liệu nó bị tách rời nhau ra đó, thì nó là cái sự là displacement đó. Thì nó tránh cái sự dịch chuyển của vật liệu và tránh là cái bề mặt nó bị rách, là nó bị gãy, nó bị nứt đó. Khi ở trong cái asphalt, by minimizing, bằng cái việc là tối thiểu hóa cái lực kéo ở trên cái asphalt này này, đó. Cái lực xé, lực kéo ở trên asphalt, optimum compaction results, nó là tối ưu cái kết quả của việc đầm nén, của cái việc mà lưu lèm, bởi vì là cái sự đồng bộ một cách nó hoàn hảo. Đó, đồng bộ hóa. Đó. Cái ô nhiễm tiếng ồn là nó cũng bị hạn, nó cũng được hạn chế luôn, cái tiếng ồn nó thấp. Và economic and efficiency compaction due to higher compaction, nó rất là kinh tế và hiệu quả trong cái việc đầm nén, bởi vì là cái chất lượng đầm nén này nó cao thì nó làm nhanh hơn và nó đạt hiệu quả nó mau hơn. Đây là một số cái lợi ích mà mang đến cho khách hàng. Ở đây là oscillation unit per drum hub. Chúng ta sẽ nhìn thấy ha, one mechanical independent,
là những cái cơ cấu cơ khí hoạt động thì nó hoạt động độc lập ở mỗi cái nửa chống rung khác nhau. Chúng ta qua slide số 10. Thì ở đây thì chúng ta sẽ thấy là oscillation, some ways that oscillation supported combustion is used, tức là một số cách mà cái công nghệ mà dây này các bạn nó hỗ trợ trong cái việc đầm nén thì đã được sử dụng như thế nào. When variation and oscillation are used, simultaneously, cái từ này hơi khó đọc, the rate of combustion increase faster. Nó hình như là stimul này nó là một cách kết hợp với nhau, nó đồng bộ và nó sử dụng kết hợp hỗn hợp, giống như kiểu mà cái này nó bù cái kia đó các bạn, thì nó sẽ làm tăng cái hiệu quả đầm nén lên. Và đây cái bức ảnh này các bạn nhìn thấy, không biết là chắc đây làm sân bay hay làm cái gì đó, huy động rất là nhiều xe lưu này các bạn đó, đó được đánh số. Và đây là các bạn sẽ thấy đây là cái xe ben này, xe ben 1, 2, 3, 4, cái xe ben đang đổ nhựa vào những cái xe chải, và sau đó khi mà chải xong thì cái lưu nó sẽ lưu lên. Và tại sao lại phải cần huy động là nhiều cái xe chải, nhiều cái xe lưu như thế này thì cũng mở rộng cho các bạn luôn. Đó chính là cái việc nếu như chúng ta làm cái chải nhiều thế này mà chúng ta lưu không kịp thì cái bề mặt này nó cứng lại, nó nguội, nhựa nó nguội thì coi như là lưu không kịp, thì nó phải huy động một cái lượng lưu rất là lớn. Và đây là tôi nghĩ là ở đây là đang sử dụng nhiều xe như thế này là để chạy tiến độ hoặc là cái giai đoạn cuối của một cái dự án. Rồi chúng ta sẽ đi vào đây thì combustion of difficult to compact asphalt, tức là những cái bề mặt mà asphalt đó, bê tông nhựa khó giống như là nhựa polymer đó, thì là sẽ dùng cái loại lưu dây này. Những cái lớp mỏng đó, cái lớp mà nó mỏng xíu như vậy các bạn đó, mà chúng ta nếu mà dùng cái lưu mà nó đập xuống đó, thì nó bẹp luôn. Vậy thì chúng ta ở đây thì chúng ta xoa 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 nó thì những cái lớp mỏng này thì nó sẽ không bị xẹp. Combustion of seams, seam này là gì đây, seam mối nối, tức là cái mối, tức là mình chải nhựa thì mình sẽ có nhiều làn đường nữa các bạn, thì những cái mối nối nó nối giữa cái nhựa này đã cứng rồi thì cái mối này, cái nhựa mới này nó sẽ nối lại với nhau. Vậy thì khi mà nó dây á thì bình thường các bạn để ý nó cứng thì nó giống như cái miếng bánh đa, nếu mà chúng ta dùng cái rung rung đập 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 thì miếng này nó vỡ. Thì đây nếu mà nó dây á là chỉ mít qua mít lại, mít qua mít lại thôi. Vậy thì khúc này nó không bị vỡ và cái này thì nó dính liền vào đó, thì nó tốt hơn. Seams này là mối nối. Combustion of areas sensitive to privation, ở đây mới là cái là đầm nén ở trên những cái khu vực mà nó dễ bị nhạy cảm, ví dụ như mặt mặt cầu này các bạn, những cái cây cầu, những cái vùng ở trong cái khu đô thị, đặc biệt là khu đô thị cổ, và ở trên những cái nắp hố ga, những cái đường ống nước và những cái đường dây điện đó các bạn, mà nó có độ rỗng mà nếu mà chúng ta đập thì nó sẽ bị vỡ, thì chúng ta phải dùng xoay xoay dây dây như thế này. Combustion of low temperature, ở đây ấy, là khi mà cái tác động dây ấy, thì nó sẽ có tác dụng là khi các anh chị để ý này, cái nhựa đường của mình ấy, thì nó ra nó rất là nóng và nó phải có một cái đạt nhiệt độ nhất định, tôi nhớ đâu đó là nó khoảng 100 độ thì vẫn còn lưu được, thì không nhớ chính xác nữa, nó có tài liệu ghi đó. Nhưng mà nếu như mà xuống dưới, giả sử mình nói ví dụ như mình lấy mốc 100 đi, vậy thì xuống dưới 100 thì nó cái việc lưu này nó không còn hiệu quả nữa. Vậy thì mình cứ đập 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 đập, nếu mà đường lưu rung ấy, thì nó sẽ không hiệu quả, thậm chí nó sẽ gây ra vỡ hạt hoặc là mất liên kết giữa các hạt đá ở trong nhựa với nhau. Vậy thì nếu như chúng ta dùng lưu dây ấy, thì nó vẫn tiếp tục lưu được, và tôi nhớ đâu đó là nó có thể lưu được xuống tới là 80 độ thì phải, 80 độ nhiệt độ của nhựa đó, vẫn 80 độ thì vẫn có thể lưu được. Thì cái này là không chính xác, thì trong cái quá trình mình học ở đây ấy, thì nó cũng có cái tài liệu nó ghi, thì tới đâu thì mình sẽ học tới đấy, các bạn sẽ hiểu cái phần nguyên lý nó trước nha. Vậy chúng ta sẽ qua những tấm hình nhỏ nhỏ dưới đây. Huy động một số lượng lưu rất là khủng khiếp, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 cái lưu. Đây là những cái lưu nhỏ dành cho những cái con đường mà nó vừa phải thôi. Cái lưu này khi mà chúng ta làm duy tu bảo dưỡng là rất là tốt. Ở đây rất là đầy đủ công nghệ các bạn. Đó, cái bộ cắt và ép mép này, dùng bằng thủy lực.
ở đây á, là cái xe trại nhựa Volgen cũng của tập đoàn Wigan, họ đã làm trước. Bên đây cũng có một cái nữa này, ở đây nhìn đây mình nhìn sơ sơ là mình thấy là đang dùng là bộ sensor đa điểm. Đó. Ở đây cái anh này á, là anh đang đi cái tay cái mép và anh điều khiển cái bàn tay ở đây, anh ra vào cái bàn đầm. Ở đây đây là chiếc xe lưu HD 90 thì làm công tác là lưu đèn. Chúng ta vào slide số 11. How VIO rooms work. Ở đây nó có thêm một cái khái niệm nữa, đó là cái khái niệm là VIO là vibration oscillation. Còn chữ Y này nó không có đứng gì nha. VIO stand for the combination of vibration and oscillation. Ha, chữ V với chữ O. The system is available only for earth compactors. Cái gọi là cái hệ thống này này, cái hệ thống VIO này nó chỉ ứng dụng cho cái lưu một bánh thép thôi các bạn. Đó, earth compactors. Các bạn có nhớ là lúc mình đã nói á, là đối với cái lưu hai bánh thép á, thì nó gọi là tandem roller, và cái lưu một bánh thép á, thì nó gọi là cái compactors. Mình đó, rung và dây, tức là trên cái chống này các bạn, khi các bạn bấm một cái nút ở trên cái bàn điều khiển thì nó sẽ chuyển sang chế độ rung, nếu như các anh các chị mà cần cái gọi là cái hiệu suất rung nó lớn và nó ứng dụng ở những cái khu vực á, là làm đường mới, khu vực không phải là khu vực dân cư, thì nó vẫn rung được, nó vẫn đập xuống bình thường. Tức là cả hai cái cục rung này các bạn nhé, các bạn nhớ là VIO á, cái chống dây á, thì nó có những cái cục không đồng tâm nó bố trí ở hai nửa chống khác nhau. Vì thì cả hai cục này nó sẽ đập cùng về một hướng, nó sẽ ra tác động là tác động rung. Còn khi mà chúng ta muốn là cái này hai cục này đi về hai hướng thì chúng ta bấm chuyển sang cái chế độ dây. Vậy thì lúc này á, là hai quả văng là một quả nó đập xuống đây, một quả nó đập lên đây, thì nó cứ chặt chéo nhé, chặt qua chặt lại, chặt qua chặt lại, thì nó sẽ sinh ra chế độ dây. Đấy, thì chúng ta cũng coi là cái cấu tạo bên trong này, cái là cái chống VIO nha các bạn. Đó, đây quả văng này, đây quả màu đỏ đỏ này. Imbalance system on VIO, the imbalance system combines both dynamic compaction system, là cái chế độ combine giữa giữa rung và dây. In a single room, trong một cái chống đơn, the VIO room can operate either as vibratory or oscillation room. Nó có thể hoạt động giống như là một cái chống rung hoặc là một cái chống dây. You cannot use both system simultaneously. Bạn không thể dùng cả hai cái cùng một lúc, chọn một trong hai thôi. Đó. Đó. At the same time này, đồng thời này, một lúc này, chúng ta xem nó đọc như thế nào. Các bạn để ý nha, khi mà chúng ta học á, ở đây á, là nó có giống như là bây giờ là có AI á, nó rất là nhanh và nó hiểu rất là kỹ, khi mà mình tra cái gì đó thì nó ghi lại hết, và cuối cùng là Google càng lúc trở nên càng thông minh. Chúng ta xem nó đọc như nào. Simultaneously. Mình chuyển sang slide số 12. VIO animation of how it works. Đó, cái chống VIO này nó hoạt động làm sao thì chúng ta cũng cũng xem là cái video mô tả nó như thế nào. Cái xe lưu rất là đẹp các bạn. H13i VIO. Cái chữ Y này các bạn, nó rất là đặc biệt nhé. Thì ở đây thì mình cũng xin phép là giải thích thêm. Cái Y này ở đây á, nó chính là viết tắt của cái từ là intelligent trong tiếng Anh. Nó nghĩa là thông minh. Nó đại diện cho cái thế hệ là động cơ thông minh, và cái tiêu chuẩn khí thải của nó rất là cao. Tức là nó yêu cầu á, là cái nhiên liệu nó phải sạch, và cái khí thải nó ra đó, nó bị
ứng dụng bởi nó và nó bị áp dụng bởi cái luật khí thải ở bên châu Âu và bên Mỹ. Đó, thành ra là cái tiêu chuẩn khí thải nó rất là khắt khe. Thì cái động cơ này các bạn, nếu như mà trên cả một cái xe này, cái model này nè, mà mang về Việt Nam tại giai đoạn này, thì là cái nhiên liệu ở Việt Nam nó không đáp ứng. Thì giống như là mình ăn cái đồ bẩn vô á, vô cái hệ thống tiêu hóa của mình thì mình bị đau bụng, là cuối cùng là mình suốt ngày mình bị đau bụng mà mình không làm được việc. Thì cái máy này cũng sẽ tương tự như vậy. Vì nếu mà chúng ta mua cái máy này dạng như máy cũ thì chúng ta sẽ phải để ý là nó có cái chữ Y này hay không. Nếu có chữ Y thì hiện tại là chưa phù hợp với lại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên là mình phải đánh giá lại là cái xe này nó quá là đẹp đi. Đó. Cái bè hông này các bạn, cái bè hông của cái chống lưu này nhìn quá là đẹp. Ở đây là có một cái chữ nhỏ, đây là chữ Hamtronic này, cái cabin nó nhìn chất lượng. Cái chữ Hamtronic này ở đây á, nghĩa là nó là cái công nghệ điều khiển thông minh, nó giống như cái bộ não á, của cái xe lưu ham. Thì đây nó tính toán bằng điện tử hết các bạn, lực bao nhiêu, tiêu thụ nhiên liệu bao nhiêu, lực kéo cần phải phân bổ bao nhiêu khi lên mỏ, rồi trên cái xe đó, cái chống cái xe của nó thì khi đi qua những cái bề mặt nào thì là nên rung bao nhiêu, rung mạnh hay rung nhẹ là bao nhiêu. Thành ra cái xe mà có cái chống là VIO này các bạn, là cái xe rất là thông minh và công nghệ của nó rất là đỉnh cao. Và nếu như các anh chị mà mua được cái xe này mà mang về ứng dụng vào công việc của mình, đặc biệt là lưu ở trong những cái quãng đường mà các anh chị mà mở rộng đường đó, thường thường là trong đường đô thị này sẽ có một cái việc, hoặc là đường đường giao thông nông thôn, hoặc là đường hương lộ, xã lộ, quốc lộ thì đều có cái việc mà mở rộng đường. Vậy thì lúc này đi ngang qua khu dân cư, nếu mà cái chúng ta rung á, thì là đồ đạc trong nhà nó sẽ rung, người dân sẽ rất là khó chịu, người ta sẽ phản ứng. Thành ra là nếu mình dùng chống dây á, thì là nó rất hiệu quả, chặt nhanh và người dân không cảm thấy gì cả. Đó, thì mình sẽ coi clip vibration or oscillation ở front hay là phía trước này. Ở trên này các bạn sẽ đặt tượng này, cả hai cái đập về cùng một phía nó nhảy lên này, cả hai cái đi lên nhảy lên rồi đập xuống, nhảy lên đập xuống, rồi thì nó sẽ tạo ra tác động là tác động rung. Còn ở đây là hai quả văng này hoạt động một cách ngược chiều với nhau, và nó sẽ cái quả văng nào nó đang đập ở đây ấy, thì nó sẽ tạo ra tác động là dây dây về hai phía như thế này 45 độ. Chúng ta sẽ coi cái annihilation. Đó, đây tác động rung như các bạn, rung. Đó, thì cả hai cục phăng này á, thì nó đều quay về một hướng cả, thì ra tác dụng là rung. Rồi khi mà các bạn thấy không, ở đây nó chuyển sang đây là chế độ dày này. Đó, khi mà cái cục này các bạn nhìn cái cục bên bên bằng trước nhé. Đó, khi mà nó quay lên trên thì nó bắt đầu nó sinh ra tác động này, sinh ra tác động này. Đó, chúng ta quan sát một cục thôi. Đó, thì cái cục này chúng ta quan cục phía sau. Đó, khi mà nó tới cái phương này thì nó sẽ đập vào đây. Đó, thì cái chống rung này, cái chống dây này nó sẽ luôn luôn nằm ở trên mặt đất. Rồi thêm một lý do nữa mà mình nhắc lại là tại sao mà cái việc dây nó lại đắt này. Thứ nhất là cái vật liệu của nó, như các bạn, cái vật liệu của nó là vật liệu nó rất là đặc biệt, nó làm bằng cái thép mà chống mài mòn ở cường độ cao, thậm chí là còn cao hơn là cái chống rung đó, và nó toàn thời gian nó mít ở trên đây. Và cái công nghệ nó phải là công nghệ Hamtronic nha các bạn, để mà nó điều khiển một cách thông minh nó phải can thiệp bằng hệ thống điện để mà chuyển nút, mà nút nào thì qua nút nào đó, khi nào thì qua rung, khi nào thì qua dây. Đó, rồi nó chỉ bằng nút bấm thôi, rồi hai cái này nó hoạt động độc lập, và trong này nó bằng dây đai, do đó là nó sẽ là đắt tiền. Đó, thì chúng ta hiểu thêm là như vậy, tại sao mà nó lại đắt hơn, nó vì nó là công nghệ và nó dùng những vật liệu nó rất là khác. Chúng ta qua cái slide số 13, VIO controlling the VIO room. Ở đây là cái bảng đồng hồ, cái bảng đồng hồ trên xe lưu ham như các bạn. Đó, thì chúng ta sẽ thấy là nó có những cái nút bấm như thế này. Đây là cái bảng đồng hồ hiển thị, các bạn nhìn thấy bảng hiển thị rất là hay nhé. Đây là cái trống này, đây là cái bánh xe này, đây là cái thân xe này, đây là cái cabin này. Đó, nó đang ở stop này.
đây là cái đồng hồ, đây là cái option nha các bạn. Nó ở đây á, là nó làm, nó không phải là cái đồng hồ mà tốc độ giống như xe hơi đâu. Ở đây á, nó là một cái option, tức là nó gắn vào cái bộ cảm biến đầm nén thì nó ra một cái thứ á, đó là cái ra là HMV. Cái chỉ số này á, nó là một chỉ số trung gian để chúng ta sẽ hiểu được là xem là cái bề mặt đất nó có được chặt hay chưa. Thì sẽ giới thiệu cho các bạn là cái bộ cảm biến đầm nén này sau. Thì trên nút bấm này thôi thì chúng ta không đi dài dòng vào đây. Thì chúng ta sẽ có là cái amplitude này, section này, large, small này, của cái oscillation nha. Thì ở đây á, là two system are bound together in the variable room. Oscillation and vibration, the operator actuates to switch from vibration to oscillation. Switching changes the center shaft's direction of rotation. It's not possible to use both system simultaneously. Nghĩa là chúng ta sẽ chuyển từ cái chế độ dây sang chế độ rung chỉ bằng là bấm công tắc thôi, switch này các bạn. Và khi mà bấm qua rồi á, đó, thì cái trục này, cái trục ở trong cái chống rung á, nó sẽ thay đổi, hoặc là nó sẽ làm cho thay đổi cái hướng quay của nó. Và dĩ nhiên là hai cái này á, là chọn một trong hai chứ không thể là hoạt động đồng thời cùng một lúc. Rung là rung, dây là dây các bạn. Vậy thì một số cái ứng dụng, một số cái cách á, mà nó ứng dụng cái lu dây này. Đó. Thì thứ nhất á, nhớ là lu một bánh thép nha các bạn, mà có cái chống là chống VIO đó, và phải sử dụng là Hamtronic để điều khiển đó. Surface compaction này, except sand đó, là những cái bề mặt mà cần phải đầm nén, là trừ cái bề mặt cát ra, cát rất là khó để mà lưu chặt nha các bạn, tại vì những hạt cát đó là nó chạy với nhau và thường là nó không có liên kết lại được đó. Và cái cát đó, nó cần phải có độ ẩm, nói chung là đối với cát đó thì là tương đối là khó để mà đầm nén. Areas sensitive to vibration, ví dụ như là above gas lines, nghĩa là ở trên cái ống ga. À, chúng ta đập nhiều quá thì cái hòn đá nó nhỏ nhỏ này, nó đập vô cái ống ga phía dưới đây, nó đập thì nó sẽ bị vỡ cái ống ga, nó rất là nguy hiểm. Compaction in urban areas, sao nó không ra urban, nó phải ra bên đây chứ. Urban areas là những khu vực có dân cư á. Đây này, ví dụ bên này này, các bạn mà đây mà dùng chống rung á, là coi như là những cái nhà này nứt ra luôn. Ở trong này là coi như là ly cà phê hay ly nước đã rung bần bật luôn á, nó giống như động đất vậy đó các bạn. Nó rất là nguy hiểm. Rồi mình chuyển sang slide tiếp theo là slide số 15. Rồi, ở đây là work steps compaction in work earthwork. Which compaction step are recommended? Which are the various compaction system? Thì khi nào thì chúng ta sẽ ấy này, thì mình sẽ coi vibration. Khi mà chúng ta dùng á, là cái chế độ rung á, thì ở đây là ở biên độ cao này các bạn, rồi biên độ thấp là đi lưu tĩnh. Khi mà chúng ta làm ở biên độ cao thì cái phần phía dưới này các bạn nó sẽ được làm chặt nhiều hơn. Và các bạn thường khi mà đập á, các bạn nhớ là các bạn dùng bỏ cái nước á, ra trên mặt bàn mà các bạn đã đập đó. Vậy thì thường là cái bề mặt nước nó sẽ bị nhảy lên, các bạn để ý nha, nước nó sẽ nhảy lên. Thì giống như vậy á, nó sẽ bị rung, thì những cái bề mặt ở trên này các bạn nó cũng sẽ bị lỏng ra, tức là những cái hạt đá, những hạt cát đó, nó có xu hướng nó sẽ nhảy lên và nó không liên kết lại với nhau, nó sẽ
nó sẽ làm lậm, gọi là làm lậm cái mạch, lậm mạch đó. Đó. Thì chúng ta dùng cái biên độ cao thì cái chỗ lậm này nó càng cao, và sau đấy á, là chúng ta đi cái biên độ thấp á, thì cái mức độ lậm ở đây nó sẽ thấp, và cuối cùng là chúng ta phải đi tĩnh, tức là không bật rung. Thì chúng ta đi á, thì cái này nó sẽ lén, nó sẽ nén từ trên nén xuống, và nó làm cho cái này á, là nó chặt, tức là lớp dưới cũng chặt, lớp giữa cũng chặt và lớp trên cũng chặt. Rồi chúng ta qua coi cái VIO nó sẽ như thế nào. Đây, đối với VIO là đối với large amplitude này, thì cái phần đây with VIO first compaction with vibration then with oscillation, tức là cái bước 1 ở đây các bạn để ý này, chúng ta phải trải qua là ba cái giai đoạn đúng không ạ? Giai đoạn 1 là phải rung mạnh, rồi sau đó là phải rung rung nhẹ, rồi sau đó là phải đi tĩnh. Đây là ba cái bước. Thì đối với VIO thì chúng ta chỉ cần làm hai bước thôi. Bước 1 là các anh các chị cứ việc mà rung rung mạnh, rồi sau đó là mình chuyển sang chế độ dây. Vậy thì lúc này là nó đi cái là nó làm chặt luôn cái khúc này. Vậy thì chúng ta sẽ tiết kiệm được thời gian đúng không? Cái kia là 3 phân đoạn và cái này nó chỉ là 2 phân đoạn thôi. Mình sẽ qua cái phần thứ 3, vibration plate. Đối với lại là cái biên độ cao là các bạn đó, compaction. À, ở đây nó có nghĩa là nó có một cái ứng dụng như các bạn. Ở đây nó giống, mà cái này là rất là hiếm gặp ở Việt Nam mà gần như không thấy luôn. Là chắc có lẽ là chỉ bên nước ngoài khi mà cái chống rung này nó đi như thế nào thì đây nó ứng dụng rất đặc biệt. Đến bây giờ là Việt Nam mình chưa thấy cái này. Thì ở đây nó có một cái tấm, nó giống như cái bàn xoa phía sau đó các bạn. Đó. Thì khi rung này thì cuối cùng á, là cái này á, nó vẫn bị lỏng mặt đi chẳng hạn, vậy thì cái này nó đi xoa lại thế là sao. Cái này là một cái ứng dụng nó tương đối là đặc biệt. Mình chuyển sang tiếp theo slide số 16. Double vibration nghĩa là cả chống trước và chống sau đều rung. Rồi vibration cộng với lại oscillation nghĩa là cái chống trước là nó sẽ là rung và chống sau sẽ là dây. Thì cái này thì mình đã giải thích rồi, tại sao rồi. Thì chống trước nó rung thì nó sẽ băm 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 băm, rồi phía sau thì nó xoa lại thì nó cái mặt nó sẽ đẹp. Cái xe này á, là cái xe HD cộng đó, và 140i. Thì cái nhắc lại chữ i này nha các bạn, intelligent, đòi ăn đòi uống rất là cao, tiêu thụ nhiên liệu cũng cao, do đó là đến bây giờ Việt Nam là không đáp ứng và hãng cũng không bán cho thị trường Việt Nam luôn. Các bạn để ý cái thiết kế của cái xe Luham này rất là hay này, nó có một cái miếng gọi là cái bậc thang ở đây á, để cho các chị là hạ nó xuống và chúng ta là tiếp nước ở trên đây và chúng ta kiểm tra nước ở trên đây, leo trèo nó cũng dễ. Đó. Cái cabin, đèn xoay đây các bạn. Thì đối với lại là cả hai chống đều rung á, thì phía trước và phía sau này, đối với biên độ cao này, rồi biên độ thấp này, rồi đi tĩnh này, là các chị nhìn thấy không, cũng trải qua ba phân đoạn luôn. Vậy thì nếu mà ở đây á, là chúng ta sẽ thấy này, ở đây là cái mức độ tác động này, rồi sau đó cái lỏng mạch này, đi nhỏ hơn thì lỏng mạch, ít hơn thì đi tĩnh thì không có. Còn ở đây thì chúng ta sẽ thấy đối với lại cái chống mà có một cái chống dây đó, thì đối với lại cái biên độ cao là các anh các chị đó, thì chúng ta sẽ thấy thì cái không biết ở đây là hướng chạy này, rồi đây là hướng chạy nha. Thì ở đây á, là các anh các chị nhìn thấy là nó đang rung, vậy thì ở dưới đây là nó chặt, ở trên đây thì nó lỏng mạch ra, thì phía sau á, nó là chống dây á, thì là coi như là ok luôn này. Rồi đối với lại cái biên độ thấp thì cũng như vậy, thì cái mức độ tác động của cái chống rung ở phía trước này nó cũng là thấp thôi, vậy thì phía sau nó cũng sẽ là ổn định luôn. Và cuối cùng á, là nếu mà đi cả đi tĩnh rồi thì coi như là cũng giống cái kia, nó rất là bình thường nha. Thì cái chống sau này á, các bạn nhìn thấy không? Lúc nào là nó cũng làm cho cái này nó chặt đều, còn ở đây á, là cả hai cái này không chặt đều và chỉ khi đi tĩnh mới đạt được thôi. Đó, vậy thì cái tốc độ làm chặt của cái xe mà có chống dây á, nó sẽ tốt hơn, tại vì nó còn phải làm chặt cái bề mặt. Mình chuyển sang slide số 17. Rồi,
Brief nghĩa là mình tóm tắt một cách so sánh, một cách ngắn gọn, so sánh một cách ngắn gọn giữa cái công việc mà làm asphalt và cái công việc mà làm đất, tức là lưu lèn trên bề mặt nhựa và trên bề mặt đất ấy. Thì cái lợi ích chính mang lại là gì? Đây là cái xe mini này các bạn. Lợi ích chính mang lại ở cái công nghệ đầm dây này ấy, nó là compaction increase faster, nghĩa là cái việc đầm nén này nó sẽ tăng nhanh hơn, nó trở nên nhanh hơn khi mà mình lưu với cái công nghệ dây kết hợp với lại cái rung, tức là nó sẽ cần ít lượt hơn để nó chặt. Nó phải vì bình thường là mình phải đi là 3 4 lượt chẳng hạn, thì bây giờ không, bình thường mình đi khoảng 5 lượt đi, thì bây giờ mình chỉ cần đi 4 lượt hoặc 3 lượt thôi thì nó đã chặt rồi. Đó là cái lợi ích chính. Vậy thì một lượt thì chúng ta sẽ tiết kiệm được bao nhiêu dầu, bao nhiêu thời gian, đó là như vậy, và gia tăng được cái tổng thể của công trình, rồi nghiệm thu sớm hơn và thu tiền sớm hơn. Minimal environmental oscillation, cái giống dây này á, là nó làm tối thiểu hóa environmental, nghĩa là thuộc về môi trường, tức là nó tối thiểu hóa những cái tác động là liên quan đến môi trường. Bấm vào đây. Đây, đối với lại lưu rung thì đây là những cái công việc, phạm vi công việc ứng dụng. Còn đối với lưu dây, đây là những phạm vi công việc ứng dụng nha. Cả cái earthwork và cả cái asphalt. Đó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Đó, 5 cái công việc. Mình giải thích luôn. Ở đây, nó chỉ là cái hướng đập lên và đập xuống này, theo vuông góc này, động này, và cái chống này á, thì nó sẽ nhảy lên và nhảy xuống này, và nó không tiếp xúc toàn thời gian với lại cái mặt đất này. Nó ứng dụng ở cái giải á, là small and large amplitude, nghĩa là cái biên độ cao và biên độ thấp này. Đối với oscillation, oscillation movement, static load, vertical, horizontal shearing force, permanent round contact, cell grating amplitude. Nó tự tính toán được cái biên độ trong cái chống rung, xem là đối với bề mặt đó là chúng ta cần bao nhiêu lực rung. Nó tiếp xúc toàn thời gian với lại là mặt đất, và nó horizontal shearing force, nghĩa là nó tác động theo cái phương ngang, cái phương 45 độ đó, thì mình tạm hiểu nó là theo phương ngang, phương dọc là vertical là cột này, còn cột ngang đây nhé. Và đối với là cái chống VIO này á, thì nó cũng là khi mà chuyển sang chế độ thì nó vẫn làm ở cái chế độ gọi là chế độ vertical force được, nghĩa là nó đập theo phương đứng được. Và oscillating movement and static load nghĩa là nó chuyển động, dao động, tức là cái chống này nó sẽ dao động qua lại, và nó cộng thêm với lại cái trọng tải tuyến tính tĩnh của nó, tại vì nó có hai tác động cùng một lúc. Một là nó tác động rung theo cái này, nó đập qua đập lại này, và toàn thời gian là cái chống rung nó tiếp xúc trên mặt đất thì nó sinh ra là cái tải tuyến tính tĩnh nữa đó. Đó, tải tĩnh, tĩnh tải đó các bạn. Đó, thì nó lợi thế hơn ở chỗ đó. Ở đây là gì? Compaction performance. Đối với là vibration ấy, là đối với công việc earthwork ấy, là gọi là cái tác động nó sâu này. High compaction performance with large amplitude này. Cái năng suất đầm nén thì rất là cao này. Đối với asphalt thì cũng tương tự như vậy. Nhưng mà đối với là compaction increase faster in combination with vibration fewer pass này, thì cái này là không có, nhưng mà cái này thì nó lại được, đúng không ạ? Lưu hai bánh thép. Rồi, đối với lại nhiệt độ thấp ấy, đó, thì là đối với asphalt nếu mà chúng ta dùng là dùng chống rung này thì nó sẽ có một cái giới hạn. Còn ở đây ấy, thì là nó mở rộng hơn. Tức là nãy mình có nói là cái nhiệt độ nó xuống thấp hơn nữa thì mình vẫn có thể rung được, nó vẫn có thể lưu được. Compaction of difficult to compact asphalt. Đối với là asphalt ở đây vibration á,
là ở đây nó cũng sẽ làm được này, đối với oscillation nó cũng sẽ làm được này. Compaction quality thì ở đây là một cái bảng so sánh nữa, thì nguy cơ khi mà lu lèn ở cái chỗ mà cái chỗ mối nối ở cái mép nối thì vibration á, là nó có nguy cơ, còn asphalt là không nguy cơ. Rồi nguy cơ khi mà mình đầm nén quá mức, tức là mình lu quá mức, thì đối với cái việc earthwork á, là sẽ vỡ hạt, đối với asphalt này cũng sẽ vỡ asphalt, còn đây là không có, không có rủi ro thì ở đây là không có, còn ở đây là đối với không rủi ro là tôi đặt perfect perfect compaction of seams. Ở đây là không được nha các bạn, mình đã giải thích rồi, nó sẽ làm vỡ cái bề mặt bên bên kia, còn bên đây thì ok. Chà, lifting water nè, lifting of water là nguy cơ khi mà mình đầm nén quá mức khi mình đập ấy, thì nãy mình nhắc lại là khi mình đổ nước ra mặt bàn là mình đập một cái nha, thì nước nó sẽ dâng lên. Đó. Rồi ở đây ấy, thì là không có, đối với lại cái lưu dây thì là không có, tại vì sao, nó đâu có đập mạnh xuống đâu, mà nó chỉ là toàn thời gian nó miết qua miết lại miết qua miết lại, thì là nước nó cũng không văng đây. Là lifting of bitumen ở trong cái nhựa đường của mình á, thì nó có một cái lượng, nó là chính là cái hỗn hợp, nó bao gồm là nhựa đường này, đá này, và các loại khác, nhưng mà đâu đó là sẽ là chủ yếu chính là nhựa đường và đá. Còn kích cỡ đá rồi bột khoáng như thế nào thì nó rất là nhiều, thôi thì cái đó mình tìm hiểu sau. Thì ở đây á, thì nó cũng tương tự như nước, thì cái nguy cơ á, là khi mà mình làm quá thì cái nước cái nhựa nó cũng sẽ bị văng ra, nó bị trồi lên, còn đối với là cái lưu dây thì là không có. À, đây là cái gì đây, sự tan rã, disintegration, 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 disintegration. disintegration. Đối với là cái lưu 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 rung á, các bạn, lưu rung ở đây là rung này, đây bên là dây này, thì cái nguy cơ á, là những cái hạt này là nó không liên kết lại với nhau nữa khi mà mình lưu. Đó thì nó có, nó tức là trên bề mặt đấy các bạn, gọi là lỏng bề mặt đấy, còn ở đây á, thì là nó không không có. Và đối với lại cái việc mà không có rủi ro nào á, thì ở đây là nó không được đánh dấu x vào, tức là nó vẫn có rủi ro, và ở đây á, là nó không có rủi ro. Đối với bề mặt này các bạn, đối với chất lượng của cái bề mặt mà cần cần phải làm chặt này, cần phải rung đấy, đó thì đối với lại là cái lưu rung á, thì ở đây là weight formation, nó nghĩa là giống như nó chặt đấy các bạn, mình để cái bề mặt cái cục bột á, thì mình chặt ra khúc này, xong mình chặt ra khúc này, đó thì nó tạo thành là cứ quay, nghĩa là cái sóng nó cứ tạo thành cái, nó đạp xuống thì nó cong như thế này, còn cái phần này nó sẽ lồi lên, xong rồi mình lại qua bên đây mình lại đập thêm một cái nữa, vậy thì nó sẽ tạo thành là hai cục lõm và một cục lồi như thế này, nó chính là quay đó. Thì ở đây là nó sẽ có nguy cơ như vậy, còn ở đây á, vì điểm tiếp xúc toàn bộ thời gian với lại cái mặt mà, và nó may nó mít qua mít lại, thành ra là nó sẽ không tạo thành là những cái sóng như vậy. Và very good evenness này có nghĩa là mặt phẳng các bạn. Evenness. Đó, evenness ngang nhau, mặt phẳng đó. Đó. Nó tạo ra một cái mặt phẳng hoàn hảo. Good initial adhesion of the asphalt surface, thì cái ở đây oscillation nó sẽ đạt được. Mình xem là adhesion nghĩa là gì, kết dính à, tức là ở đây là nó nói là cái tính kết dính giữa các bề mặt asphalt với nhau nó rất là tốt, giữa đặc biệt là cái bề mặt là nóng và bề mặt mà đang đang nguội rồi. Environmental influence. Rồi ở đây là tác động rung, thì các bạn sẽ thấy này, đối với lại là high oscillation possible, đối với lại là cái vibration này này, khi mà mình dùng ở cái chế độ mà cao đó, oscillation of surrounding, tức là cái sự dao động của
cái khu vực xung quanh đó, tức là cái sự mà rung chuyển của những khu vực xung quanh đó, thì nó có nguy cơ xảy ra. Thì khi mà chúng ta rung á, rung mạnh thì những cái khu vực xung quanh nó cũng sẽ bị rung theo. Ở đây nó có. Còn đối với oscillation đó, là nó không bị, và nó chỉ là bị tại cái điểm đó thôi. Đó, và nó làm tập trung 100% cái tác động rung để làm chặt cái bề mặt mà cần làm chặt. Còn đối với lại very low oscillation á, thì ở đây á, là very low oscillation, observing area, nó tác động khi mà ở đây thì lại không có, bên đây thì lại có. Very low oscillation, chưa hiểu lắm cái này. Chúng ta cùng học mà, đúng không? Thành ra là khi nào các bạn hiểu, các bạn nhớ comment ở phía dưới cho mình nhé, thì mình sẽ học thêm. Noise emission nghĩa là cái ô nhiễm tiếng ồn á, thì ở đây đối với vibration á, là ô nhiễm tiếng ồn nó cao hơn, bên đây nó ít hơn. No disturbing noise ở đây á, là ở đây là nó ở đây hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Tức là cái sự dao động của cái khu vực xung quanh này nè, nó rất là ít. Đó, vậy thì cái oscillation nó đạt được, còn cái này á, thì là không đánh dấu SVO, tức là nó không đạt được, tức là cái tiêu chí này nè, nó không đạt được. Đó. Rồi. Phiền, làm phiền. Không, tức là không có những cái âm thanh gọi là thừa làm phiền người khác á, thì ở đây á, thì nó không đạt được cái tiêu chí này, nó vẫn sinh ra những âm thanh, sinh ra những âm thanh là tương đối khó chịu. Còn ở đây á, là nó đạt được tiêu chí đó, nó êm dịu, nó nhẹ nhàng, và nó cứ từ từ nó làm việc được của nó thôi. Body vibration nghĩa là đây là tác động đến cái ông vận hành này các bạn. Ông này ở trên đây á, mà rung á, là ông này cũng nhảy rung luôn á. Potential for operator to feel vibration này, tức là cái nguy cơ mà cái người vận hành ngồi trên xe nó vẫn cứ cảm giác được cái sự rung á, là ngày ngày mình cứ rung mình mình thế này này, mình cứ rung 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 vậy, là nó có. Thì đối với lại cái chống rung á, thì nó vẫn có một cái tác động ở đây, mặc dù là Luha là có cái hệ thống giảm chấn, cao su giảm chấn là rất tốt rồi, nhưng mà nó vẫn có một cái phần gì đó nhỏ. Còn ở đây á, đối với oscillation á, là nó không có. Đó, tức là nó triệt tiêu gần như là hoàn toàn cái tác động rung lên trên trên cái người vận hành, mà chỉ tập trung 100% tác động rung xuống cái bề mặt của mặt đất thôi. Rồi minimal vibration for the operator này các bạn, thì ở đây á, giảm thiểu tối thiểu cái tác động rung cho cái người vận hành, thì ở đây là không đạt được, còn ở đây là đạt được. Rồi, mình sẽ chuyển sang tiếp theo, slide số 18. Chà, nhiều thứ để nói này. Quá nhiều thứ để nói. Rồi, quay lại, quay qua. Thì ở đây á, là những cái lợi ích chính của cái lu lèn bằng cách là dây. Compaction with vibration in combination with oscillation. Oscillation has two large benefits. First, compaction increases faster with vibration when simultaneously combined with oscillation. Nghĩa là cái đầm nén này nó gia tăng cái hiệu quả một cách rất là đáng nể khi mà kết hợp giữa cái việc rung và việc dây, rung ở phía trước và dây ở phía sau. Đó. Rung là đỏ nha các bạn nhìn thấy không? Và dây á là các bạn nhìn thấy không? Nó đập là theo hai chiều này. Đó. Đập về hai phương, nó mô tả, người ta nhìn nó thấy ngay. Rồi ở đây là gì đây? Các bạn tưởng tượng ở đây ấy, là đối với rung này, nó cứ đập từ trên đập xuống đúng không? Theo hướng vuông góc. Vậy thì khúc này ấy, là nó giống như kiểu mà giống như thằng người này nè, nó mô tả giống như thằng người ấy, là chính là cái chống rung ấy. Nó đập xuống, nó đập xuống. Đó, và những cái ông này nó vẫn đang đứng im, vậy thì là nó đang cố gắng nó đập thằng này, nó chèn vào cái khúc chỗ này. Đó. Còn cái oscillation này ở đây là gì ạ? Nó cứ nhét, nó đập qua đập lại, nó cứ đập theo hướng 45 độ, 45 độ. Vậy thì cái hòn đá này nó sẽ rơi xuống đây và nó sẽ tự tìm được cái vị trí của nó. Đó.
Rồi, đối đây á, là đây là một cái biểu đồ đối với lại cái xe lưu á, mà hai cái trống rung này, hai cái màu đỏ này các bạn, nó đập á, thì nó giống như cái hòn đá nó rơi xuống bờ hồ đó, thì nó rung á, thì nó lan tỏa này. Vậy thì cái xe màu tím này các bạn, màu tím này, thì ở cái mức độ là đâu đó là 95, 97, dưới 97 là đã không không rung được rồi. Đấy các bạn để ý không? À đâu 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 đâu, đâu nhầm. Ở đây là 93. 93 đâu đó là dưới 93 độ á, là thua. Còn ở đây á, cái đối với màu cam này. Màu cam thì nó có một cái khoảng nó rộng hơn 97 độ nè. Nhiệt độ, số lượt, phần trăm. À, nhầm 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 các bạn. Ở đây á, là đây là nhiệt độ, ở đây là số lượt. Số lượt đúng không nào? Và đây là phần trăm hiệu quả. Tức là cái phần trăm của cái tím này nó sẽ kém hiệu quả hơn cái phần trăm của cái màu cam này. À, có lẽ là nó vẫn không đúng 100%. Thôi thì các bạn cứ tạm thời là chấp nhận cái kết quả này và chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp theo. Tại vì trong thời gian tới là nó có một cái clip nó mô tả rất là kỹ cái này, thì mình sẽ giải thích kỹ hơn cái phần đấy ở trong cái clip. Combustion increase faster and larger temperature window, nghĩa là cái dải nhiệt độ để nó được làm việc nó sẽ cao hơn cái số lượt mà lưu nó sẽ giảm xuống và cái hiệu quả nó sẽ tăng lên. Đó là những cái ý chính mà nó sẽ nói trong cái này. Tuy nhiên là ở đây mình khi mình giải thích bằng cái biểu đồ thì đến giờ thì mình giải thích nó vẫn chưa được trọn vẹn đó, thì các bạn sẽ cứ từ từ mình sẽ tìm hiểu sau. Ở đây chà, lại thêm một cái biểu đồ nữa. Level of combustion, number of pass, nghe là đối với lại cái lượt lưu số 4 này, đối với lượt số 1 này, cái hiệu quả của đường xanh, rồi cái hiệu quả của cái đường đỏ này, nó đường đường cam này nó cao hơn. Đó, đây là VV thì tới đây ấy, các bạn để ý này, đối với lượt số 3 và đối với lại cái phần trăm này nó đạt là 95, 95 hơn rồi. Nhưng mà nếu mà lưu nữa ở lượt thứ tư ấy, thì lúc này nó sẽ làm lỏng cái bề mặt, tức là cái chất lượng của cái đầm nén này nó sẽ giảm xuống. The benefits of combustion with VIO là faster and continuous increase of combustion, nhanh hơn và liên tục làm tăng cái chất lượng của đầm nén. The level of the combustion increase continuously through oscillation. Cái level, cái mức độ của cái lưu lèn nó tăng một cách liên tục thông qua, hoặc là thông qua cái việc mà lưu dây. No reloosing, nghĩa là nó không làm lỏng hoặc là làm phá hủy cái cấu trúc bề mặt của cái bề mặt mình cần lưu. Fewer passes, nghĩa là ít hơn cái số lượt mà cần phải làm khi mà kết hợp VO, nghĩa là vibration với oscillation, hơn là cả hai cái đều rung là VV, vibration and variation. Đây các bạn, nãy nó nói chính này đúng không? Đó là cái hiệu quả nó sẽ tăng này, tăng liên tục này, nếu mà chúng ta kết hợp là V với lại O, còn đây PV không thì nó không hiệu quả cao hơn. Rồi, cái lợi ích chính thứ hai á, nó chính là cái việc á, là làm minimal environmental vibration, nghĩa là nó tác động nhỏ nhất đến môi trường, cái chấn động rung và cái cảm giác rung của cái người xung quanh họ có thể cảm giác được. Các bạn nhìn thấy tấm hình này nhé. Đối với lại là nếu mà chúng ta dùng là dạng rung hết á, thì là cái chấn động này nó sẽ chấn động đến xung quanh luôn. Đó, cái chấn động này rất là mạnh mà nó chấn động đến xung quanh, đặc biệt là các khu phố cổ như khu khu phố cổ Hội An đi chẳng hạn. Mà nếu mà chúng ta dùng cái rung là coi như là cái nhà nó sập hết. Và đặc biệt là bên châu Âu là rất nhiều cái gọi là cái lâu đài cổ nó thuộc dạng như là di sản rồi. Nếu chúng ta làm hư hỏng là cũng mệt mỏi lắm. Thì đây là chúng ta sẽ dùng là oscillation. Nó chỉ làm chặt những cái bề mặt cần làm chặt thôi, còn xung quanh ông này vẫn đang vui vẻ đứng, người người trong đây thì vẫn không có bị tác động gì.
Đây chúng ta coi cái video. Không chạy các bạn. Rồi, mình sẽ coi bên YouTube. Không sao. YouTube. New Studio. Mình sẽ coi bên YouTube cũng được, không sao. Danh sách phát Ham TV đâu rồi? Ham TV. Mấy cái clip này là mình đã quay lại hết ở trên YouTube rồi các bạn, thì mình tải về mà đây. Video mô tả tác động rung đến môi trường xung quanh. Đó, đây là rung đó, là nó sẽ tác động đến môi trường xung quanh rất là khủng khiếp nha các bạn. Mình coi lại rung và dây nó khác nhau. Đây nó rung 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 ha, thì môi trường xung quanh bị ảnh hưởng rất là lớn. Còn nếu mà dây thôi á, đó thì là cái tác động này nó chỉ là cái chống dây này á, là nó chỉ tác động là trên đúng cái bề mặt mà cái nhựa này, cái nhựa mới mình bên này xám này, bên này đen này, thì cái nó chỉ rung theo hai hương này thôi, thì nó sẽ làm cho cái người xung quanh á, là nó không cảm thấy khó chịu. Rồi vậy thì mình sẽ chuyển sang cái slide cuối cùng, slide số 20. Ồ, hết rồi. Rồi, vậy là như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái này. Đó, thì mong là các bạn là có cái lượng kiến thức rất là ổn, rất là đủ. Sau cái bài 1, đây là bài 2, đây là những kiến thức rất là nền tảng để chúng ta hiểu được là hiện tại là có rung là có loại lu là lu tĩnh, rồi có lu động. Lu động ở đây á, là nghĩa là dynamic á. Trong cái lu động ở đây á, thì nó có một cái rung á, là rung theo phương truyền thống là 90 độ. Còn cái cuối cùng á, nó chính là lu dây. Đây là một cái công nghệ độc quyền của lu ham, và đến bây giờ thì hết độc quyền rồi, nhưng mà các đơn vị phía sau mà đi mà bắt đầu đi lại từ đầu á, rồi nghiên cứu rồi phát triển rồi ứng dụng vô á, thì nó rất là sai sót và gần như là cái hiệu quả nó sẽ không đạt cao. Tại vì bên Luham thì họ có 35 năm kinh nghiệm rồi, sai sót rất nhiều rồi, sản xuất rất nhiều rồi, và đến bây giờ là cái việc ứng dụng này vô nó gần như là tiệm cận rồi, tiệm cận sự hoàn hảo rồi. Rồi, thân chào các bạn, hẹn các bạn vào cái video clip tiếp theo ở bài số 3, cũng là cái kiến thức cơ bản thôi. Thân chào các bạn.